Âu thuyền Thọ Quang đã hoạt động trở lại được 4 ngày sau khoảng thời gian dài đóng cửa chống dịch. Cùng với việc mở cửa lại, thành phố Đà Nẵng cũng đã ban hành nhiều quy định trong giai đoạn đầu nhằm kiểm soát chặt công tác phòng chống dịch tại Âu thuyền. Tuy nhiên, nhiều ý kiến ngư dân và tiểu thương tại chợ cá cho rằng một số quy định chưa hợp lý đã và đang tạo nhiều khó khăn cho các hoạt động sản xuất tại Âu thuyền. Ghi nhận của phóng viên Thời sự Đà Nẵng TV. Cụ thể, trong giai đoạn đầu này, thành phố vẫn chưa cho họp chợ, chỉ mở cảng cá cho ô tô và bốc dỡ thủy sản từ 6 giờ đến 17 giờ hàng ngày, sau đó vận chuyển thẳng xuống các chợ và các điểm phân phối. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm của ngư dân, khung giờ này chưa thực sự hợp lý để một tàu cá có thể tháo dỡ và bán hết hoàn toàn một đợt hàng. Ngoài ra, việc thanh toán qua QR code cũng khiến một số ngư dân và tiểu thương bị hạn chế trong quá trình buôn bán, nhất là khi bà con không thực sự đủ điều kiện để sử dụng các ứng dụng thông minh trên điện thoại. Thì nghe nói là cảng mở trở lại thì tâm lý các tiểu thương rất vui mừng. Nhưng mà thay đổi về lịch trình và thời gian thì chúng tôi rất là băn khoăn và thấy là nó không có hợp lệ. Cho nên tôi cũng mong là ban quản lý phải xem xét lại để cho các tiểu thương buôn bán lại bình thường, chứ không thể nào mà đổi thời gian như vậy được. Thì có thể là tàu vô nó không có bán hết một lúc mà 5-7 tấn cá được. Vì các nơi ở xa không đến được thì chúng tôi sẽ không bán được một ngày hết một tàu cá như vậy được. Cũng liên quan tới vấn đề QR code, khi Âu thuyền Thọ Quang hoạt động lại, thành phố cũng yêu cầu các lực lượng chức năng siết chặt kiểm soát người ra vào cảng để bốc dỡ hàng hóa, trong đó có việc khai báo y tế trực tuyến. Dù vậy, theo ghi nhận, một bộ phận ngư dân vẫn chưa được phổ cập về cách sử dụng phần mềm này hoặc không có thiết bị đủ điều kiện để sử dụng. Trao đổi về vấn đề này, ban quản lý Âu thuyền và cảng cá Thọ Quang cho biết việc khai báo y tế là bắt buộc với mọi trường hợp ra vào cảng cá dù bất kỳ lý do gì. Đồng thời, ngoài việc khai báo trực tuyến, còn có nhiều cách thức khác hỗ trợ người dân khai báo y tế hiện nay. Trường hợp mà không có mã QR code thì buộc phải là khai báo, cũng phải khai báo trước khi vào. Đối với những người mà không có điện thoại thông minh, không có cái QR code đó, thì chúng tôi cũng khuyến khích yêu cầu là đề nghị là từ khai báo ở nhà, nhờ thân khai báo ở nhà hay là in ra giấy mã QR code rồi sử dụng vào giấy để mà đấy, để mà thuận tiện. Còn những trường hợp nào mà không thực hiện nữa thì đến đây thì sẽ thực hiện khai báo hộ để cho họ đủ điều kiện, họ nếu mà nằm trong danh sách vào thì chúng tôi cũng sẽ hướng dẫn họ khai báo hộ để họ vào. Việc siết chặt kiểm soát phòng chống dịch khi mở cửa lại Âu thuyền Thọ Quang là phương án rất đúng đắn của thành phố, khi các khu chợ đầu mối là một trong những nơi có nguy cơ rất cao bùng phát dịch bệnh. Tuy nhiên, bên cạnh kiểm soát dịch, ngư dân và tiểu thương Đà Nẵng cũng mong muốn có nhiều phương án, giải pháp thông thoáng hơn để có thể duy trì các hoạt động sản xuất, ổn định đời sống, thu nhập.